Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này, em giới thiệu một mẫu âm ly đến từ thương hiệu của Pioneer. Pioneer các bạn, hàng nội địa của Nhật. Sử dụng điện 100V. Có đường giải mã quang chuẩn 24 bit, energy 92 kHz, 24 bit DA converter này. Và dòng này thì vẫn có đường suốt tín hiệu AV sang âm ly khác. Coi như đây sẽ là một cái đầu giải mã 24 bit của dòng Pioneer. Phụ kiện kèm theo là một cái điều khiển để các bác có thể tùy chỉnh giải bass, check, chuyển kênh, rồi volume tắt mở máy các kiểu. Đấy. Sau đây xin mời các bác tham quan nội thất và thiết kế của cái âm ly của Pioneer này. Đấy, dòng 96 kHz, 24 bit DA converter. Đấy. Ở đây sẽ có một cái nắp cốp để các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ mid now lướt này, chế độ tông bass check này, đấy. Và cái chế độ stereo và cái chế độ 6 kênh stereo này, và cái chế độ stereo này, chế độ nghe nhạc 2 kênh này, bass check này, ấn vào tông và xoay ở đây cộng trừ 6, hoặc là các bác có thể bấm trên khiển đấy. Đây các bác bấm vào receiver này và bấm vào khiển này, đấy. Bass check nó ghi rõ này, đấy. Ở đây các cái kết nối được mạ vàng, một cổng quang phía trước này. Đấy. Volume tổng ở đây này. Ở đây là cái phím xoay input. Đây các bác có thể thấy TV CD này, FM, tần này FM chỉ đến 90 thôi, nó không có tần số Việt Nam. Wick này, CDR, VCR, DVD này. Thì hiện tại đang cổng TV outlet, tức là cổng giải mã quang. Đấy. Thất của âm ly thì nó đánh hai con sò STK rất to của hãng Pioneer sản xuất. Pioneer dòng hybrid này, âm ly texturally đấy, to như nhau luôn. Các bác có thể thấy đây á, đây là bốn ngón tay của em này, nó đã còn to hơn cả bốn ngón tay các bác, rất to luôn đấy. Pioneer ở đây sẽ có một cái quạt tản nhiệt, em sẽ cho to lên thì quạt nó sẽ quay. Lên cho công suất nó cao lên một chút thì lúc đấy sò sẽ nóng thì quạt sẽ tản nhiệt rất là đẹp, bộ kêu luôn các bạn. Nội thất máy móc thì rất đẹp và mới các bạn nhé. Riêng cái vỉ giải mã 24 bit này nó rất xịn sò các bạn, vỉ giải mã của Pioneer rất xịn sò luôn. Đấy. Đấy, nhìn rất mới và đẹp các bạn. Đấy. Quạt tản nhiệt phía sau của mi ở đây. Đầu tiên là các cái đường analog kết nối thiết bị điện thoại AUX, CD, VCR, TV, đây là các cổng analog các bạn nhé. Và cắm cổng CD, cắm AUX thì cắm cổng nào thì chọn cổng đó, chọn cổng ở trên âm ly hoặc trên khiển. Ở đây sẽ có hai cổng giải mã quang vào, đó là cổng DVD, LD và một cổng TV, SAT và một cổng quang out phía ra sau, quang out sang âm ly khác. Ở đây sẽ có các đường loa ra. 6 kênh stereo, 6 kênh stereo các bác đấu 6 loa. Ở đây là ghi trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Ở đây cầu loa A và cầu loa B. Ở đây thì các đường loa chính thì các bác đấu vào đường loa A này hoặc đường loa B, tùy các bác đấu vào động được. Cứ đấu vào cầu loa A thì chọn cổng cầu A nó hát. Và thêm vào các đường loa phụ này nữa. Thật ra cái dòng này nó đánh ở đánh 7.1. Thì vì ở đây hai đường này, 3 này, 5 này, 7 này. Đấy. Ở đây chỗ cái single này, single ở đây nó sẽ các bác đấu cả cặp vào đây thì nó mới hát này. Đấy. Một center, một sudoback, một cặp sudo nữa. Như vậy 7 đây là 7.1. Nó ghi đây này, chỉ ghi 7.1 đây này. Đấy. Dòng âm ly 7.1. Và đường đâu nhỉ? Đường sub ở đây. Đây là đường sub điện, subwoofer breakout. Đây là đường sub điện. Dòng sub điện này đã cắt tần rồi các bác nhá. Dòng nó cắt tần sẵn ở trên âm ly rồi, cái giải bass nó ra rất sâu luôn. Đấy. Và cái điểm đáng ngạc nhiên nhất ở trên âm ly này, đó chính là đường phông này, đường breakout sang âm ly khác. Và âm ly được sản xuất vào năm 2002 này. Công suất 280W và điện 100V. Lắp ráp tại Indonesia. Thì em sẽ test luôn cho các bác cái đường rail này. Đấy. Thì đây em sẽ cắm sang một cái âm ly khác
đường này chính là đường xuất sang đi khác. Và tạm thời em sẽ ngắt dây loa ra để các bạn test sang cái chất âm của đi khác. Và ở đây em chỉ việc xoay cái lúm volume này thôi. Đấy là pre các bác nhé. Đấy. Mà về ao sao đi khác. Cái này thì kết nối với một âm đi khác coi nhé. Đấy. Các bác có thể kết nối với cái cục đẩy hoặc cái một âm đi khác. Thì các bác ở đây sẽ là một cái đầu rẻ mã 24 bit của hãng Pioneer. Đấy. Âm ly thì nó vừa đánh loa, vừa xuất tín hiệu sao âm đi khác. Người ta đang cắm cổng ở TV SAT. Còn về hình thức của âm ly thì dòng âm ly mặt có nó mặt màu bạc. Đấy. Hàng bãi thì nói chung là khó tránh được những cái vết chảy. Đây cái vết chảy nó nhỏ thôi. Đây. Điện thoại quay đang rất nhìn rất là khó này. Thật ra thì nó rất khó nhìn. Nhưng mà ở bên ngoài thì nhìn xa thì cũng rất là khó. Ứng dụng quan trọng là rất là gần này. Vết xước nó rất là bé, các bác yên tâm. Để nhìn xa thì tổng thể thì nó còn rất là đẹp. Như bãi như thế này thì nó gọi là xuất sắc rồi. Âm ly Pioneer có kích thước chiều ngang 42, chiều cao 16 và chiều sâu 37. Dám để cho các bác chỉ có 2.400.000 đồng. 96kHz ở rẻ mã 24bit DA converter. Đấy. Và có 6 kênh, 6 channel. Đấy. Các bác mua âm ly Pioneer này, các bác vừa có một âm ly đánh loa này, vừa có một cái đầu rẻ mã 24bit trên âm ly Pioneer này, một cái những thương hiệu ưu chuộng tại Việt Nam. Đấy. Và cặp loa chính của cái dòng STK này chưa tốt những cái dòng loa Bass 25 các bác nhé. Bass 25 đánh rất ngọt luôn. Đấy. Chỉnh ngoài chỉnh bass check ra sẽ một cái chế độ mid này, loud lớt này. Đấy, tắt mid và chế độ loud lớt đây này. Đấy. Và tổng kết lại thì với một cái âm ly hãng Pioneer, một cái điều khiển phụ kiện kèm theo để các bác tiện sử dụng. Và đây là dòng âm ly 6 channel, 6 kênh. Đấy. Có giải mã chuẩn 24bit và có đường xuất tín hiệu sang âm ly khác. Đây, coi như đây sẽ một cái đầu giải mã 24bit. Bình thường các bác mua một cái đầu giải mã 24bit trên thị trường bây giờ thì rẻ nhất thì cũng phải trên 2 triệu đổ lên. Đấy, đấy là phân khúc giá rẻ đấy các bác nhé, giá 2 triệu trở lên. Trong khi đây là vừa có âm ly, vừa một cái đầu rẻ mã với giá thành chỉ có 2.400.000 đồng. Một cái thương hiệu rất được các bạn ưa chuộng, thương hiệu Pioneer. Đánh hai con sò STK của Pioneer rất to luôn. Đấy. Giá 2.400.000 không bao gồm phí ship, phụ kiện là tặng kèm theo điều khiển. Các bác mua hàng thì lại cho em qua số điện thoại 0961 2255, số điện thoại ở góc màn hình bên dưới này, và cả ngày tháng em quay video đó. Đấy. Và có thể địa chỉ và số điện thoại mua hàng của em ở cái bảng tên này. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.